Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin kính chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, rạng ngời và tràn đầy sức sống. Chúc cho các chị em phụ nữ luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho những người phụ nữ luôn được yêu thương, trân trọng và che chở. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, như một đóa hoa rực rỡ giữa mùa xuân, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 lại về mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với những đóng góp to lớn của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Từ thời ấu thơ, người phụ nữ đầu tiên ta biết đến là mẹ. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng ta nên người. Mẹ hiền dịu như dòng suối mát, che chở cho ta từng bước đường đời. Khi trưởng thành, bên cạnh ta còn có những phụ nữ khác như vợ, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những người luôn sát cánh, động viên, chia sẻ và cùng ta đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Phụ nữ không chỉ đảm đang việc nhà mà còn đóng góp to lớn trong công việc xã hội. Họ là những nhà khoa học, những bác sĩ, giáo viên, công nhân, nông dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Nữ còn là người giữ lửa cho tổ ấm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người đàn ông. Một lần nữa, nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người phụ nữ trên thế giới. Chúc cho họ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn giữ được vẻ đẹp rạng ngời của mình. Hãy trân trọng và yêu thương những người phụ nữ xung quanh bạn, bởi họ chính là những nửa thế giới tuyệt vời nhất. Kính gửi đến chị em phụ nữ đang điều trị phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ngày tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời trên thế giới. Nhân dịp này, các thầy xin gửi đến các chị em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Các thầy biết rằng hành trình chiến đấu với những căn bệnh ung thư không hề dễ dàng. Các chị em đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, các chị em đã và đang chiến đấu ngoan cường, tiếp thêm niềm hy vọng cho bản thân và những người xung quanh. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, các thầy muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với sự hy sinh thầm lặng của các chị em. Các chị em là những người phụ nữ mạnh mẽ, là nguồn cảm hứng cho các thầy và tất cả mọi người. Các thầy hy vọng rằng các chị em sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư và giành lại được cuộc sống tươi đẹp. Các thầy tin tưởng rằng với sự yêu thương, hỗ trợ của gia đình, bạn bè và cộng đồng, các chị em sẽ vượt qua những khó khăn và chiến thắng với căn bệnh ung thư. Chúc các chị em một ngày quốc tế phụ nữ thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng. Thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hình ảnh người đàn ông Việt Nam lau nhà thay cho người phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đang lan truyền trên mạng xã hội. Những hình ảnh này tuy đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sự yêu thương trân trọng của cánh mài râu dành cho người phụ nữ trong cả cuộc đời mình. Hình ảnh này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một hành động đẹp, ý nghĩa và đáng được lan tỏa. Bên cạnh những hình ảnh trên, còn có rất nhiều hình ảnh khác về người đàn ông Việt Nam làm việc nhà thay cho phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Đây là một minh chứng cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về vai trò giới ở Việt Nam. Ngày nay, ngày càng có nhiều đàn ông Việt Nam tham gia vào công việc nhà và chia sẻ trách nhiệm với vợ. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự tiến bộ của xã hội Việt Nam. Hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người đàn ông khác để họ cùng chung tay chia sẻ công việc nhà với phụ nữ, góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc và bình đẳng. Ngoài ra, những hình ảnh này
cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của việc tôn vinh phụ nữ. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ là người vợ, người mẹ, người con gái và là những người phụ nữ luôn âm thầm hy sinh cho gia đình. Vì vậy chúng ta cần phải trân trọng và yêu thương phụ nữ. Hãy dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Được biết, người đàn ông sử dụng máy hút bụi trong ngày 8 tháng 3 là cộng sự tại phòng khám, và máy hút bụi do gia đình một nhà hảo tâm tài trợ. Trở lại các hoạt động hàng ngày tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vẫn đang hoạt động bình thường và tiếp nhận bệnh nhân mới vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy hàng tuần. Mẹ em là lúc đầu là mẹ em mổ ruột thừa, xong rồi bị nhiễm trùng. Mẹ em cứ đau dai dẳng mấy tháng luôn, 6 tháng. Xong rồi cứ đau hoài nên mẹ em quyết định là đi đi tìm nguyên nhân bên trong nó ra sao mà nó cứ đau hoài không hết. Xong rồi mới xuống Cần Thơ làm rất là nhiều xét nghiệm. Rồi mới biết là mẹ em có khối u của manh tràng. Mổ, bác sĩ lúc đầu là can thiệp vô phẫu thuật là mổ, mổ lấy khối u ra, xong rồi lại vô hóa chất, vô được 12 lần. Thì trong cái suốt quá trình vô thì đau đớn mệt mỏi lắm. Tại vì vô hóa chất mà người mẹ em từ 65 kg mà giờ mẹ em còn có 47 kg. Xuống ký rất là nhiều luôn. Rồi vô hóa chất 12 lần. Bác sĩ mới nói là sẽ đi khám định kỳ. Một tháng sau mẹ em quay lại khám định kỳ thì mới phát hiện ra là nó qua một giai đoạn khác là giai đoạn 4 và nó đã di căn xuống buồng trứng. Mẹ em bác sĩ nói là bây giờ phải vô hóa trị tiếp, nên là gia đình cũng lúc đầu thì cho mẹ đi hóa trị mới được một lần, nhưng mà về thì mẹ người bời rời hết, mệt lắm, kiểu giống như là vô thuốc lần này rất là mạnh, tại vì vô lần thứ hai rồi thuốc mạnh. Bác sĩ nói vô lần này sẽ rụng tóc hết và người nó mệt lắm. Về được mẹ không có ăn uống gì được hết trơn á, nên mới thôi là thôi phải đi tìm con đường sự sống mới cho mẹ, là nên có một người bạn hồi xưa là nằm cùng giường với mẹ, là có chỉ là anh có xuống đây điều trị, xuống Cha Tường ở dưới Trà Vinh điều trị rồi, nên anh bây giờ anh khỏe luôn á, anh đi đồng đi ruộng được hết á. Xong em mới đi tìm hiểu và xem thông tin như thế nào, tìm hiểu rất nhiều, hỏi rất nhiều người, nói là Cha Tường ở đây là hay lắm. Trước đó thì em cũng đã nghe rồi, nhưng mà tại vì mẹ đang theo Tây y nên em chưa có tìm hiểu qua phương pháp Đông y, tại vì muốn trị cái nào thì trị cho một con đường thôi. Nhưng mà em thấy là Tây y thì mẹ em bệnh chắc là không hợp với mẹ em hay sao á, nên không có hợp, nên bệnh nó còn như vậy hoài, càng ngày càng nặng. Nên em mới tìm hiểu qua Đông y, mới tìm hiểu qua Cha Tường thì em thấy là rất hay. Rất là nhiều người khi mà mình tìm hiểu sâu vô á thì mới biết là rất là nhiều người hết bệnh và điều trị ở đây rất tốt, nên là em quyết định lần này cả gia đình luôn họp với nhau là nói đưa mẹ xuống đây, quyết tâm lần này là tìm sự sống mới cho mẹ. Rồi chắc ta sẵn sàng phải không em? Sẵn sàng. Em rất tin tưởng ở đây phải không? Rồi được rồi. Xin anh cho biết họ tên với mình từ đâu tới. Tôi là Hà Minh Trung ở Sóc Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước. Xuống dưới đây nghe nói là chữa bệnh, tôi mới xuống dưới đây. Triệu chứng đầu tiên là khám ở huyện thì nó kêu là có khối u nằm trong gan. Sau này lên tỉnh thì nó kêu là nghi là ung thư. Lúc đó là chưa chắc ăn mấy, tôi lên ung bú. Lên ung bú là khám xong là nó kêu là bị ung thư. Rồi ở đó có quá trị gì chứ? Nó không có trị gì hết, xong rồi nó kêu về thôi, Về nó không từ có chối thuốc, hay sao? Nguyên nhân sao nó kêu không có về? thuốc men gì hết. Nó nói sao mà nó kêu về vậy? Nó kêu về ăn, muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống nữa. Ăn vậy? Rồi sao biết ở đây tới đây vậy? Thì cũng dò lên mạng mà cũng có mấy người đi trước đó, họ chỉ xuống đi lúc 9 giờ đêm thì cũng gõ lên Google đó, gõ lên Google nói ngay Vĩnh Vĩnh Kim cầu ngang, thì cũng đi vừa hỏi thăm, xong rồi 5 giờ sáng tới đây. Thì Mong muốn anh như thế nào? mong muốn người các thầy chữa bệnh cho nó hết cái bệnh là được.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn, nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.